Xin bánh chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại điếu may của anh Minh ở quận Gò Vấp, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số phô mai ha, để quyết tâm việc tay cành đều. Giá thì mềm ha. Mong quý vị ủng hộ cho anh Minh. Rất đẹp. Hủ đế nè. Đây chưa làm đế ha. Rất nhiều luôn quý vị. Đây luôn ha. Rồi, chào anh. Chào anh Tâm. Hôm nay em tiếp tục cái lô tiếp theo ha. Là hình thức của em là bao sống và bao ship. Và số điện thoại của em giao lưu của anh chị là 036 812 8512. Số đó cũng có Zalo ha. Rồi cô chú chị mình có lấy số lượng sỉ, em cũng còn rất là nhiều cây. Đó, rồi hình đế cũng rất là đẹp nha. Giống là giảo Thủ Đức. Rồi cô chú chị mình chốt cây alo về số phone giùm em ha. Hoặc kết bạn giùm em cái ha. Rồi bắt đầu vô cây số 1 ha. Rồi số 1. Rồi, hoành thân là 17. Rồi. Chiều cao 80. Rồi, mã số 1 giao lưu cô chú chị mình 500 ngàn. 500. 500 ngàn bao ship. Dạ. Cái lô này cái chiều cao của nó là khoảng cỡ 60-70 anh cô chú chị. 60-70. Rồi, hoành thân 17. Chiều cao là 79. Đó, để đây. Rồi, mã số 2 giao lưu của anh chị mình 470 đây, đẹp. Rồi, mã số 3. Số 3. 16 hoành. Chiều cao là 80. Lâu lâu em sẽ hạo cái chiều cao một số cây, vài cây của anh chị. Rồi, mã số 3 giao lưu của anh chị mình 400. Rồi, lên mã số 4 luôn. Hoành 15. Rồi, mã số 4 giao lưu cô chú chị mình 400. Rồi, 400. Rồi, mã số 5. Số 5. Hoành 17. Tay cành đều luôn. Cô chú chị mình về chơi cây tàn cũng được luôn ha. Rồi mã số 5 giao lưu cô chú chị mình 500. Rồi 500. Rồi mã số 6. Số 6. Hoành 18. Chiều cao 65. Vậy cô chú chị mình cứ nuôi là nó nhảy tuột ra, mình lấy lại, mình lấy cái tay cành lại như cây tàn ha. Mã số 6 giao lưu cô chú chị mình 470. Rồi 400. 70. Mã số 7 ha. Rồi 17 hoành rưỡi, tính 17 hoành. Yeah. Rồi mã số 7 giao lưu của anh chị mình 450. Rồi 450. Rồi mã số 8. 17 hoành. Em sẽ hạo một số cây chiều cao ha. Rồi chiều cao 68. Yeah. Rồi mã số 8 giao lưu của anh chị mình 450. 450. Giá rất nhỏ cô chú anh chị ơi. Hoành thân 17. Rồi. Mã số 9 nha. Hoành thân 17. Rồi cây này mã số 9 giao lưu của anh chị mình là 430 ngàn. Rồi 430. Quê. Rồi em lên mã số 10. 20 hoành. Rồi. Rồi xem đế cái luôn. Rồi mã số 10 giao lưu của anh chị mình 450 luôn. Rồi 450 luôn. Mã số 11. 11. Rồi đầu hoành nghe đây ha. 16 hoành. Rồi mã số 11 giao lưu của anh chị mình 450. Rồi 450. Rồi mã số 12. 12. Hoành 14.
chiều cao 60. Rồi mã số 12 giao luôn cô anh chị mình 400. Rồi 400. Đó, cây này vẫn đế nôm nè. 17 quanh. 1 tấc 6. Rồi mã số 13 giao lưu của anh chị mình 460.000. Rồi 460. Rồi lên một cái góc phôi dán thú lắc nha. 15 quanh. Mã số 14. 300.000. Rồi 300. Rồi em lên mã số 15. Quấn quấn lên cho cô anh chị mình nhìn nó rõ. 14 quanh. Mã số 15 có 350. 350. Để nè. Rồi. Rồi, lên mã số 16. Quanh eo 16. Mã số 16 giao lưu của anh chị mình 370. 370. Rồi, một cây dán trực. Quanh thân 14. Rồi mã số 17 giao lưu của anh chị mình 300. Rồi 300. Lên mã số 18. Quanh eo 17. Mã số 18 giao lưu của anh chị mình 470.000. Rồi 470. Rồi lên mã số 20. Đây, viết nè. Mã số 19. Này mã 19 nha. 18 quanh. Rồi mã số 19 giao lưu của anh chị mình 450. 450. Tại cành cũng khá là đều ha. Rồi lên mã số 20. Rồi 20. Hoành thân 17. Đó, coi đi. Rồi mã số 20 giao lưu của anh chị mình 480.000. Rồi 480. Rồi em lên mã số 21 nha. Hoành thân 16. Mã số 21 giao lưu của anh chị mình 450. Rồi 450. Cái này biết phải. Rồi lên mã số 22. Đẹp. Đó giờ là 16 quanh. Rồi mã số 22 giao lưu của anh chị mình giá 450 luôn. Rồi 450 luôn. Rá quá rẻ luôn, để quá đẹp. Rồi mã số 23. Hoành thân là 17,5. Rồi mã số 23 giao lưu của anh chị mình 420.000. Rồi 420. Rồi lên mã số 24. Đó. 16,5. Đây. Rồi mã số 24 giao lưu của anh chị mình 400. Rồi 400. Mã số 25. Hoành thân 16. Rồi mã số 25 giao lưu của anh chị mình giá 370.000. Rồi 370. Rồi lên mã số 26. 15 hoành. Mã số 26 giao lưu của anh chị mình 370. 370. Rồi mã lên mã số 27. Đấy đẹp. Hoành thân 15. Mã số 27 giao lưu của anh chị mình 400. Rồi 400. Tiếp luôn. Mã số 28. 15 hoành rưỡi. Rồi mã số 28 giao lưu của anh chị mình 400. Rồi 400. Mã số 29. 16 hoành. Rồi mã số 29 giao lưu của anh chị mình 400. Rồi 400. Lên mã số 30. 30. Này dán giống
đo hoành trên luôn. Rồi đây 14 hoành. Rồi mã số 30 giao lô 400. 400. 30 400 ngàn. Rồi lên mã số 31. Hoành eo 16. Mã số 31 giao lưu anh chị mình 450. 450. Mã số 32. 32. 16 hoành. Rồi 32 giao lưu anh chị mình 400 luôn. 400 luôn. Lên mã số 33. 15 hoành. 33 giao lưu cô chú anh chị mình 420 ngàn. Rồi 420. Rồi mã số 34. Hoành 19. Mã số 34 giao lưu của anh chị mình là 460 ngàn. Rồi 460. Mã số 35. 35. Quấn lên cho cô anh chị mình dễ dành. 16 hoành. Mã số 35 giao lưu của anh chị mình 400. Rồi 400. Mã số 36. 15 hoành. Sổ nôm này một tấc 2. Rồi mã số 36 giao lưu anh chị mình 400. Rồi 400. Mã số 37, 36 37 là cặp luôn á. Đó, cái thế giống nhau. 15 hoành. Mã số 37 giao lưu của anh chị mình 400. Rồi 400. Cặp. 36 37 là cặp luôn á. Thế giống nhau luôn, dáng giống nhau luôn. Mã số 38. 38. 16 hoành. Rồi mã số 38 giao lưu anh chị mình 450. 450. Rồi mã số 39. 16 hoành. Mã số 39 giao lưu của anh chị mình 460 ngàn. 460. Đây VIP nè. Rồi em lên mã số 40. 40. Hồi đây luôn. Hoành 17. À. Chiều cao này 55. Mã số 40 giao lưu của anh chị mình là 400 ngàn. Rồi 400. Quay về nhỏ. Mã số 41. Một cây vắng lắc nha. 16 hoành. Đó đây, cái đế nha. Hủ đế ha. Đó. Mặt trước cũng có ha, sau cũng có ha. Mã số 41 giao luôn chị mình 400 ngàn. 400. Nghe một cây đẹp. Rồi. Mã số 42. 16 hoành. Mã số 42 giao lưu của anh chị mình là 400 ngàn. 400. Mã số 43. 43. Đó, cây lùng nè, lùng lực. Rồi, 17 hoành. 55, chiều cao 55. Rồi, mã số 43 giao lưu của anh chị mình 500. 500. Mã số 44. 17 hoành rưỡi. Cái cũ là 27. Mã số 44 giao lưu của anh chị mình 450. 450. Cây trực tay cành to lực hết à. Rồi, lên mã số 45 là cũng là mã cuối clip luôn ha. Cuối clip ha. 16 hoành. Đó, dán lắc tay cành ha. Rồi mã số 45
400.000. 400. Rồi cuối clip em chúc cô chú anh chị mình xem clip và ủng hộ em clip này ha. Dạ. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã ủng hộ cái clip em ngày hôm qua. Dạ. Rồi số phone của em giao lưu của anh chị mình là 0368128512. Dạ. Anh chị mình có lấy số lượng sỉ em sẽ có giá hữu nghị cho anh chị mình ha. Dạ. Và bao ship. Rồi cảm ơn anh Tâm. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Minh. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.